Tuấn Anh ô tô Hải Phòng này lại giới thiệu cho các bác một cái chiếc xe mà lồi đồng cuối đá, một chiếc xe gọi là một mẫu xe quốc dân các bạn nhé. Vâng, ở thời điểm hiện tại thì với những dòng xe này thì có thể nói là cực kỳ là hot hiện nay. Vậy thì Tuấn Anh cũng sẽ lên sóng và cũng sẽ tìm rất nhiều những cái mẫu xe hot, cũng như rất nhiều những cái mẫu xe mà các bạn đang có nhu cầu cần mua về để bán lại cho tất cả mọi người đang có nhu cầu sử dụng, đúng không ạ? Vâng, mua của người chán, bán cho người thích, mua của người đang không cần nữa và bán cho những người cần. Đó là tiêu chí của em. Và hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một chiếc xe mà có thể nói là cực kỳ đẹp đây. Đó là một chiếc xe Toyota Vios đời 2016, bản G, số tự động, máy mới. Đấy, máy mới các bạn nhé, máy đuôi, máy trắng ấy. Đấy, 2016 thì nó có hai form, hai phân bản, đó là phiên bản máy cũ và phiên bản máy mới. Và đây là một chiếc xe máy mới luôn. Form dáng của nó thì rất là như nhau thôi, nhưng máy của nó thì nó sẽ thay đổi về cái phần động cơ. Và chiếc xe đang đeo tên tư nhân biển Hà Thái Bình 17A11227. Đó là một chiếc Toyota Vios bản G màu vàng cát, tên tư nhân chính chủ biển Thái Bình. Xe đẹp và không có lỗi gì. Bản G là bản số tự động. Với cái bản này thì nó có bản E số tự động và bản G số tự động. Và đây là một chiếc xe bản G, tức là bản đủ và trang bị hệ thống túi khí này, ABS này, hệ thống điều hòa tự động, volume tích hợp trên vô lăng, đèn bi xe lông siêu sáng. Đó là những cái gì mà bản G đang có. Và vậy quý vị anh chị khách hàng nào đang quan tâm về cái chiếc xe này thì đây có thể nói là một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý và cực đẹp để dành cho tất cả mọi người, cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em quan tâm về cái mẫu xe này. Đây các bạn nhìn thấy đây, đấy, bản G em đang để lổ máy nhá. Bản G thì nó sẽ được trang bị cái hệ thống đèn bi này. Đấy là cái nguyên bản của bản G. Nếu như bản E thì nó sẽ không có, và không phải bản G thì nó sẽ không có. Đèn bi ánh sáng vàng, đó là phiên bản một chiếc Vios G 2016, số tự động, bản G, máy mới, rất là đẹp cho các bạn. Đấy. Sơn si cũng như là tất cả mọi thứ của chiếc xe thì cam kết cho quý hàng là xe không có một lỗi nhỏ gì, đẹp 100%, máy zin và đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2023. Với cái giá bán hơn 400 triệu đồng. Hơn 400 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một cái chiếc xe Toyota Vios bản G 2016, số tự động. Đó, tất cả lốp dép của nó này cũng như máy gầm của nó rất là chất luôn. Hệ thống phanh đĩa 4 bánh và la đăng đúc 4 bánh theo xe. Vậy thì quý bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về cái chiếc xe Vios bản G này thì có thể nhấc máy lên và alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Dàn lốp của nó thì còn rất là tương đối, còn tầm khoảng 70-80% nữa. Sơn si thì căng mộng và xe thì tất cả khung sơn của nó thì khá là ok, không có lỗi nhỏ gì. Với giá hơn 400 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Vios bản G, một chiếc xe số tự động đời rất là cao 2016 như thế này. Dành cho tất cả các bác nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc Vios số tự động thì đây cũng là một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý và rất chất lượng cho mọi người nhé. Đó, hệ thống la răng của nó rất là đẹp luôn. Đây là phần mức tiêu hao nhiên liệu. Với đường hết kết hợp thì 5.9, đô thị thì là 7.8 và ngoài đô thị cao tốc ấy thì là 4.9. Đấy. Và hệ thống xi nhan thì được tích hợp ở trên gương đầy đủ cho mọi người. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này không? Đây là phần nội thất chiếc xe này. Nội thất thì tất cả nội thất ghế da của nó đều là ghế da lỗ nguyên bản theo xe của bản G. Và vô lăng của nó có tích hợp trên bàn phím, có tích hợp vô lăng. Hệ thống gương kính chỉnh điện và xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ. Đây, tất cả những cái phần mạ này nó còn rất là đẹp như thế này. Đó, tất cả những cái phím bấm cũng như tất cả những cái tay lắm mở cửa của chiếc xe này các bạn thấy đây, nó còn rất là mới và rất là đẹp. Keo chỉ zin các bạn nhé. Đấy, keo chỉ zin nhá, cột kèo zin không lỗi. Đấy, đường keo chỉ của nó, cột kèo zin không lỗi. Và tất cả những con ốc chân ghế của chiếc xe các bạn thấy đây. Đấy, rất ok cho mọi người. Đấy, rất ok cho mọi người. Đây là phần tem dập trên khung nhà máy sản xuất nhé các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái con ốc bản lề của nó này còn quá là đẹp và quá là mới. Thực ra thì với cái tầm tiền hơn 400 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc Vios G 2016, máy mới, số sàn, đuôi rất là đẹp cho mọi người. Tất cả những phần chỉ ở bên trong xe này còn rất là nguyên bản nhá, rất là nguyên bản cho mọi người. Với cái tầm tiền khá hợp lý như thế này thì quý bà con và quý cô bác, anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về nó, đang có nhu cầu muốn sở hữu nó thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho mọi người. Tất cả cột kèo của nó còn nguyên zin theo nhà máy sản xuất luôn. Đấy. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản, đã bọc ni lông từ đầu bảo vệ cái chân.
và tất cả những cái khuy bấm của nó còn rất là ok cho mọi người. Đấy. Cốp đít của chiếc xe thì cũng rất là hợp lý cho mọi người đây. Đó, khoang cốp của nó khá là rộng và tất cả những cái phần đinh bấm dàn giật ở phía sau chiếc xe này còn rất là đẹp và rất là ok cho mọi người. Với cái tầm tiền hơn 400 triệu. Đấy, đây, phần kích này. Đấy, rất là đẹp cho mọi người đây. Rất ổn định và rất xịn sò luôn cho mọi người. Vậy quý bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi, anh có tôi Hải Phòng. Đây, phần gầm của nó đây. Em vẫn đang để lổ máy và phần vô này. Cổ vô này. Gầm của nó này. Quá là đẳng cấp, quá đẹp cho mọi người. Đó, hệ thống đèn của nó cũng khá là xịn sò luôn nhá. Với cái tầm tiền hơn 400 triệu đồng mà quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc Toyota Vios bản G số sàn, à số tự động. À, rất là đẹp và zin keng như thế này. Với giá chỉ có 400 bao nhiêu ạ? 35 triệu đồng thôi. 435 triệu đồng thôi thì quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu ngay được một chiếc Vios G như này. Đây là phần cam này. Dây cam các bạn nhé, dây cam nùi. Ở đây dây cam nùi đây. Đấy. Anh em lắp vào trong đây. Và hệ thống này, táp lô của nó này còn rất là đẹp và rất là mới này, hệ thống túi khí này. À, tất cả điều hòa và tất cả những cái thanh này của nó còn rất là đẹp. Đó, hệ thống điều hòa tự động các bạn nhé. À, nội thất ghế da rất xịn sò và tất cả những cái khuy ốc cánh cửa này cũng như tất cả hệ thống táp lô cũng như cái tay nắm mở cửa này. À, còn rất là chất lượng cho mọi người. Bỏ ra số tiền chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi mà quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu được ngay một chiếc xe Vios G 2016 số tự động bản G. À, một chiếc xe quá là đẹp, quá chất lượng tại thời điểm hiện tại cho tất cả mọi người. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi, anh Hải Phòng nhé. Vâng. Và trong xe thì có những cái gì ở trong chiếc xe này? Vâng. Với bản G thì các bạn thấy đây, điều hòa khá mát rồi, điều hòa khá mát rồi. À, rất ok cho mọi người. À, rất ok cho mọi người. Rất ok cho mọi người. À, rất ok nhé. À, rất ok. À, màn hình em tắt đi, nó nghe hơi quá nhạc. Hệ thống là điều hòa tự động, hệ thống điều hòa tự động, cam lùi đầy đủ và trên đây có cả cam hành trình luôn, có cả cam hành trình luôn. À, điều hòa khá rét, xe chạy chuẩn bao nhiêu đây các bạn? 75.000 cây, tức là 7 vạn theo gọi miền Bắc. Và tất cả những cái hệ thống kính điện của nó này cũng như tất cả mọi thứ của chiếc xe thì đều rất ổn định cho mọi người. Lên xuống một cách rất là trơn tru, rất sạch sẽ và rất là ngon lành, bổ rẻ. Và nội thất chiếc xe đây các bạn thấy đây. Nội thất này nó quá là ổn định luôn cho mọi người. À, rất ok nhé. À, đây là phần gương. Thì gương thì được trang bị hệ thống gương điện cũng như gương cụp xòe. Hệ thống xi nhan được tích hợp ở trên gương đầy đủ cho mọi người. À, đầy đủ cho mọi người luôn. À, hai bên. Đó, các bạn thấy đây, hai bên này. À, rất ok đúng không ạ? À, gương mở ra này, à, anh em thấy đây. Tất cả những cái phần phím bấm cũng như tất cả mọi thứ cũng như củ số của chiếc xe nó còn quá là mới và quá là đẹp tại thời điểm hiện tại. Vâng, với giá tiền chỉ có 435 triệu đồng thôi thì quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu được một chiếc xe Vios G 2016 bản G. Một chiếc xe có thể nói là cực kỳ đẹp. Từ những cái phần như thế này các bạn thấy đây. Bỏ ra số tiền như vậy mà chúng ta đã có ngay một chiếc Vios G thì đây thực sự là một chiếc xe quá là hợp lý cho mọi người. À, hệ thống đèn của nó này. À, tất cả hệ thống đèn bi này. À, bi ánh sáng vàng này. À, rất là đẹp, đèn gầm. Rồi chúng ta sẽ mở phần khoang máy lên để kiểm tra về máy nhé. Vâng, tại sao lại Tuấn Anh lại bảo máy mới đây? Đây là phần máy mới này. Máy này là máy đuôi VVTi, máy trắng. Đó, với khối động cơ 1.5 và tất cả zin từ cái mặt dàn cò zin đi này, những cái đuôi keo đuôi chuột này, những chấm sơn của QC nhà sản xuất này. Đó, còn rất là nguyên bản. Máy thì em vẫn để nguyên, chưa có dọn dẹp rửa ráy gì, chưa có dọn dẹp rửa ráy gì và để nguyên như vậy cho các bác đến có thể là nhìn thấy rất rõ xem nó có bị ngấm dầu gì không. Đó, các bạn thấy đây. Đó, vẫn để nguyên nhá. Đó, đây. Đó, các bạn thấy được đúng không ạ? Rất ok, điều hòa thì rất là mát, lốc điều hòa rất là ngon luôn. Đang đóng điều hòa các bạn nhé. Tất cả những cái phần giảm sóc của chiếc xe các bạn thấy đây. Đó, hệ thống cabo này. Đó, chỉ cabo này. Đó, anh em thấy được.
quá là ok cho tất cả mọi người cũng như quý bà con cô bác anh chị em. Vậy thì quý bà con cô bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ gà của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và rất kính mong quý vị anh chị khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm về những cái mẫu xe như thế này nhé. Vâng, cuối cùng thì tôi anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.